Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lang thang trên Twitter và các cái Discord thì mình vẫn thấy là còn rất nhiều các bạn không có token ABT testnet để các bạn có thể tham gia trải nghiệm các dự án trên hệ sinh thái Apitot. Thì hôm nay mình sẽ đi từ một cái ví không có bất cứ cái token nào ha. Mình sẽ đi bắt đầu từ ví không có bất cứ một cái token nào, và mình sẽ kiếm cho các bạn xem thử, mình cố gắng thử coi mà hôm nay mình sẽ kiếm được, sau cái video này mình kiếm cho các bạn được bao nhiêu. Thì thực ra mình không có kiếm được nhiều đâu, chỉ vài ABT thôi, nhưng mà với các bạn vài ABT đó là các bạn có thể làm được rất là nhiều việc rồi. Rồi thì mình bắt đầu. Thì như các bạn đã thấy là cái Chrome này của mình chưa có bất cứ một cái ví nào. Bây giờ mình download, mình sẽ vào gì, martianwallet.xyz, rồi sau đó mình tải ví về thêm. Rồi thì sau khi hoàn thành rồi thì bây giờ bắt đầu gì, mình tạo một cái ví mới, mình đánh vô một cái mật khẩu. Rồi sau đó cái gì, các bạn phải tích vào gì, I have read the term of service and privacy policy. Rồi thì nó cho mình gì, recovery phase. Thì hôm bữa mình có nói các bạn rồi, các bạn phải cố gắng lưu lại 12 cái chữ này, nó rất là quan trọng cho các bạn sau này. Ví dụ như các bạn có quên mật khẩu thì các bạn vẫn lấy lại ví được ha. Mật khẩu thì mình có thể làm mất, nhưng mà recovery phase này là mình không được làm mất. Được chưa? Các bạn cứ ghi vào đâu đó hoặc các bạn lưu vào đâu đó ha, đừng cho ai biết là được. Rồi setup cảnh báo. Ok, thì mình cảnh báo cho cả bàn này luôn. Ok, cái này là cụm phím tắt của nó. Rồi cái này là gì, zone Discord, zone Twitter và một số thông tin về dự án. Rồi, tức là gì? Mình đã hoàn thành cái ví của mình. Rồi, mình đánh mật khẩu vào. Rồi, ví của mình là gì? Không có bất cứ một cái ABT nào nha các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nhận faucet. Đầu tiên mình chạy vào trang Blue Moon. Không biết vào thì vào đây cho nhanh này. Đấy, ở đây. Tìm Lumo. Rồi thì sau khi vào Lumo thì các bạn gì, connect wallet, Martian wallet, approve. Rồi sau khi các bạn kết nối thành công thì cái việc đầu tiên của các bạn là nhấn gì? Là chọn gì, faucet. Và hiện nay là gì, Lumo không cho mình faucet nữa. Ok, không vấn đề. Tiếp theo mình làm gì, mình thử ẩn airdrop trên ví của mình và nó bắt mình là sign in. Mình chọn sign in, mình không có biết có Gmail à, cái này mình có Gmail nha các bạn nha, Google. Rồi sau đó gì, mình kết nối Martian wallet, approve. Rồi sau khi các bạn làm xong hai bước này thì sao, active faucet. Rồi testnet token đã được mai available in your wallet, mình thử cái nữa được không. Núi hoặc đồi, tại vì mình bấm nhiều quá cho nên nó tưởng mình là người máy. Rồi mình thử coi mình được bao nhiêu. Ôi các bạn thấy không, mới vô mình sao mình có được 50 rồi nè. Đấy các bạn thấy chưa, kiếm ABT đâu có gì là khó đâu. 50 ABT, đèn giao thông,
xác minh, active faucet. Tiếp tục. Đấy, các bạn thấy không, một lần các bạn faucet thành công là các bạn sẽ có được bao nhiêu? Có được 60, có được 10 ABT. Ôi thế này bây giờ các bạn có sợ phải thiếu ABT nữa không? Không hề thiếu tí nào hết. Bảo xe đạp không có, đây chỉ có xe máy, bỏ qua. Đèn giao thông và đèn giao thông. Xác minh. Active faucet. Tiếp tục, my available. 70. Mạng testnet, không phải deepnet. Đấy. Quá nhiều tiền, muốn xài bao nhiêu cho nó đủ. Tiếp tục đèn giao thông. Tiếp theo, xe đạp không có, bỏ qua. Active faucet. Token testnet, ok, kiểm tra. Và bây giờ mình đã có gì? 80 ABT. Rồi, bây giờ mình sẽ không làm cái này nữa. Cái này bây giờ dễ quá rồi ha. Mình thử cho các bạn. Bây giờ ví dụ như các bạn có những người mà không thể nào mai được từ đây chẳng hạn, mình có cách nào khác hay không? Ok. Bây giờ mình sẽ gì? Mình sẽ vào trang Bloom. Mình sẽ vào trang Bloomu như bình thường. Rồi, các bạn sẽ vào phần reward listing and trading, xong các bạn gì? Buy, move on any swap. Các bạn connect vào. Các bạn chọn chỗ này là mạng testnet giùm mình nha. Rồi, xong bây giờ các bạn phải faucet cho mình. Get BTC. Approve. Các bạn get USDT. Approve. Các bạn thấy không? Một tí các bạn sẽ làm được một lần. Rồi, thế bây giờ mình sao? Mình sẽ chọn Bitcoin. Mình chuyển sang ABT, hoán đổi, xác nhận. Và nó không cho mình làm cái vấn đề này. Hôm bữa mình có làm được nha, mình có từng làm đã làm được rồi nha. Cho nên hôm nay mình mới hướng dẫn cho các bạn. Không sao hết, thử. Tối đa 1.2 ABT, hoán đổi, xác nhận hoán đổi, approve, đóng, chỉnh lại, Bitcoin 0.1, hoán đổi, approve, đóng. Thế các bạn có phải thấy không, mình chỉ làm đơn giản, mình đã kiếm được thêm 1.8 ABT, đúng không ạ? Một tiếng sau mình không có tiền, tiếng sau mình quay lại mình làm tiếp. Đó là gì? Anime swap. Tiếp theo mình sẽ chạy Pontem thử coi mình có làm được điều đó giống như anime swap hay không. Connect qua wallet, mình sẽ xài Martian wallet. Rồi, request coin, request BTC, trả phí, không cho. Request BTC, trả phí 10.000, không cho. Request BTC, trả phí 20.000, không được. Rồi, hiện nay thì có lẽ là người ta chưa cho mình. Cái này mình để là 10.000. Cái này mình lên là 5.000. Không quá 2.000. Không được. Rồi, vậy là coi như là mình sẽ, chúng ta vừa mới thất bại ở việc gì? Ở Liquid Swap. Ok, nhưng mà vì các bạn vẫn có được hai cách để các bạn kiếm được ABT. Không những kiếm được ít mà các bạn còn kiếm được rất nhiều. Rồi, vì vậy sau khi các bạn xem video này thì các bạn đừng nói với mình là các bạn không có các bạn cũng đừng comment cho mình là không có ABT. Hoặc là nếu mà ai mà ở trên mạng mà nhắn tin cho các bạn kêu là không kiếm được ABT thì
các bạn hãy chỉ cho người ta xem video của mình. Đấy, thì thực ra là cũng rất nhiều người đã hướng dẫn các bạn, mình cũng làm video mình hướng dẫn các bạn rồi ha. Các bạn cố gắng theo dõi video, làm theo. Rồi, video của mình hôm nay, cái video này sẽ ngắn gọn ở tới đây thôi. À, thì trước khi kết thúc video mình cũng nói luôn là các bạn gì, có một cách đơn giản nữa là các bạn cố gắng tham gia các lot bet của gì, của Topaz, lot bet của Blue Moon. Sau khi tham gia được lot bet rồi, các bạn chỉ việc gì, bán cái tô, cái NFT mà các bạn mai được, thế là xong, các bạn sẽ kiếm được một số tiền, một số ABT cực kỳ nhanh và cực kỳ gọn. Rồi, vậy thì mình dừng video ở đây. Xin chào các bạn. Thì nếu thấy cái hay, các bạn cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ. Các bạn hãy nhấn vào chuông để có video mới thì các bạn sẽ được thông báo kịp thời. Rồi, xin chào các bạn.